Xin chào quý vị và các bạn. Mới đây nhất, trang báo mạng VN Express là một cái trang báo điện tử lớn nhất tại Việt Nam lại vừa có một cái bài viết quảng cáo về dự án P-Network. Mình dùng từ quảng cáo thì nghe cũng có vẻ hơi bị lạm dụng thôi, nhưng thực tế thì VN Express ấy cũng khá là quan tâm đến dự án P-Network này. Thực ra thì họ đưa một cái thông tin về việc là có một cái gian hàng trên Shopee đã niêm yết giá bán sản phẩm ở trên cái shop đấy bằng tiền ảo P. Thì theo thông tin thì là có chị Thu Hương ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mua được một lọ nước tẩy trang và một lọ sữa rửa mặt trên Shopee với giá là 750.000 đồng. Cô có thể chọn trả bằng phương thức là thanh toán 32p. Trên mạng xã hội về Pi thì có một số người nói đã đặt được hàng thành công, thậm chí đã nhận được hàng. Thì mình ở cái bài viết này thì mình không phân tích với cái việc là cái giá đồng thuận Pi với lại cái sản phẩm với cái trị giá 750.000 tiền Việt đấy nó đắt rẻ, nó đúng với lại giá trị của Pi hay không. Nhưng mà ở đây mình chỉ xin làm rõ một cái khía cạnh, đó là từ trước đến nay mọi người cứ chê cộng đồng mạng và đặc biệt là báo chính thống rất hay có những cái sự gọi là so sánh đồng những cái đồng tiền mà được lên một cách miễn phí giống như Pi này thì nó không có giá trị, và mọi người quá ảo tưởng về cái dự án mà họ đang theo đuổi, và cụ thể ở đây là dự án Pi Network. Nhưng mà nay thì các bạn xem đấy, có rất nhiều cái gian hàng, có thể đây chỉ là một trong số những cái gian hàng họ chấp nhận thanh toán bằng Pi Coin, và họ dũng cảm họ đăng lên trên này để mọi người đăng lên trên Shopee để mọi người cùng biết. Chứ thực tế ra thì còn có rất nhiều các cái gian hàng khác mà họ có chấp thuận trao đổi, mình nói là trao đổi hàng hóa như các bạn nhé, chứ không phải là mua hàng hóa. Các bạn lưu ý cái từ ngữ mà chúng ta dùng ở đây nhá. Đấy, thì trao đổi hàng hóa bằng Pi Coin. Thì đó là một cái tín hiệu đáng mừng với cái hệ sinh thái Pi Network, và đấy là điều mà các anh em đào Pi đang mong muốn. Và ở đây một cái trang báo mạng rất là uy tín và nổi tiếng tại Việt Nam họ có đưa những cái thông tin như thế này thì chứng tỏ một điều rằng là dần dần họ đang chấp nhận một cái sự thật là Pi nay đã có giá trị và chúng ta đã có thể sử dụng Pi để trao đổi hàng hóa. Đó là một điều rất là tích cực, và dù sao thì qua cái bài viết này cũng rất là cảm ơn báo VN Express. Mặc dù nếu mà bạn nào có tìm hiểu kỹ cái bài viết ở trên VN Express thì vẫn thấy được có một cái sự thận trọng ở trong cái lối hành văn của bài báo. Tuy nhiên thì điều đấy mình nghĩ đó là một cái sự gọi là cẩn trọng trong một cái khuôn khổ pháp lý mà họ cần phải đảm bảo để đưa một cái thông tin đến cho bạn đọc. Cái điều đấy thì mình cũng có thể ok chấp nhận những cái ngôn từ, những cái ý kiến của họ trong đấy. Tuy nhiên, đây là một cái tín hiệu đáng mừng cho những anh em chúng ta. Sắp tới thì có lẽ những cái thông tin mà có thể trao đổi hàng hóa được bằng Pi Coin sẽ tràn lan, và việc đấy nó quá nhàm chán, các báo mạng nó sẽ không còn khai thác được. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái khía cạnh khác tối ưu hơn của dự án Pi Network, và chúng ta cùng chờ đợi xem báo mạng chính thống họ sẽ viết như thế nào về cái sự ưu việt của đồng Pi Coin trong thời gian tới các bạn nhé. Ok, nhớ follow kênh chúng mình để nhận được những thông tin cập nhật mới nhất từ dự án Pi Network cũng như là các dự án tiền điện tử khác. Xin chào và xin hẹn gặp lại.